Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục series trận chiến cắm trại sinh tồn. Và tập này sẽ là tập 5 nha bạn. Tập 4 trước là quay trong rừng và tập 5 này tụi mình quyết định là sẽ chọn map là map hồ Càng Nôm. Hồ này là có khá là nhiều cá, ếch, lươn được các kiểu luôn bạn. Hồ rất là rộng. Và đặc biệt hồ này còn có cả một cái khu rừng, có cả dừa, có tràm, có mít được các kiểu nữa, khá là nhiều tài nguyên luôn. Nên tụi mình quyết định là map hồ Càng Nôm nha. Và vẫn dừng lại, hôm nay chúng ta sẽ có 4 đội chơi. Và cứ đội nào mà đầu hàng thì đi về, đội cuối cùng còn trụ lại là sẽ thắng cái giải thưởng. Dừng lại chính là 20 triệu. Với điều kiện là phải còn đủ 2 thành viên nha. Ví dụ như mà còn một thành viên thắng thì chỉ được có 10 triệu thôi. Còn nếu giữa 2 thành viên mà cùng thắng thì sẽ được 20 triệu nha bạn. Và mình sẽ giới thiệu người chơi. Và ở đây mình có tổng cộng là 8 người chơi và được phát hành từng cặp tạo thành 4 team, 4 đội chơi nha. Đầu tiên chúng ta có hai bạn đầu tiên, đội gì mình tên gì ta? Quyết thắng anh. Quyết thắng. Dĩ và Di, team Quyết Thắng. Đội của em tên là Tới Câu Chuyện. Hùng Đạt đi tới công chuyện hả? Dạ. Chơi tới công chuyện luôn anh. Trời. Rồi. Cũng gì á? Team em tên gì lần? Team em đội Công Tử Bình Dương anh. Này là editor. Cái editor sinh tồn gì quá, nó nói là nó có kỹ năng rồi, nó muốn xin chơi cái. Hả? Ủa em Giang Tây Ninh mà sao lại là đặt là Công Tử Bình Dương? Tại em là Bình Dương nên em đặt đây là Công Tử Bình Dương luôn. Chứ không phải là tại vì hai em da trắng. Công Tử Bình Dương hả? Đúng rồi. Nói chung là Toàn với lại editor của mình edit quá nhiều clip sinh tồn nên muốn chơi thử nha. Kinh nghiệm nhiều lắm. Toàn thì chết chèo tập là đẹp. Editor thì... Tới tối là đẹp ha. Đẹp. Rồi đội cuối cùng mình tên gì? Em tên là Sụm Nụ anh. Tính Việt đội Sụm Nụ. Sụm Nụ. Dạ. Sụm Nụ có nghĩa là gì? Nghĩa là gãy anh. Đạch. Gãy. À là cái đụ bông vậy là cái sụm xuống đúng hả? À là nó cụp nụ xuống hả? Là sụm nụ hả? Đúng rồi. Dạ. Đó. Là tạch. Tốt rồi, to vậy hay rồi. Nói chung là mọi người chơi hài quá bạn ơi. Và ở đây là chúng ta có những cái đồ dùng của bạn. Cái này mình không biết là cái gì nữa. Có tay luôn, bùa đại. Đây, này cái chài. Này cái lưới. Cái bẫy, lưới bán. Rồi cần câu cắm, áo phao, que diêm, nồi niêu xoong, chảo, liều, đèn pin, bạc, dao, cần câu, giấy bạc, mèo bọc thực phẩm, rồi một mớ đồ ăn nhẹ, đồ các kiểu đó bạn. Dụng cụ là cắm trại là sẽ có nhiêu đây. Rồi đầu tiên thì vẫn như tập trước. Thì ở đây là mình có một cái vòng xoay nha bạn. Mình phải bấm vào team nào thì team đó sẽ được chọn hai món. Bắt đầu chơi nha, bấm nè. Một lần chọn hai món thì tại hai người mà, tức là hai người cùng chọn. Rồi chúng ta có là Công Tử Bình Dương được chọn trước. Anh chọn cái gì vậy? Hai người mỗi người chọn món. Em lấy cái lưới, anh lấy cái nồi. Rồi lấy, em bóc lên cái đưa cho anh nè. Lấy cái nồi. Với lại cái lưới bán. Chọn cái này. Vậy là chúng ta sẽ có là một cái lưới bán và một cái nồi. Cái này thì cảnh nó hơi lằng nhằng nên chắc là mình sẽ không có quan sát nha bạn. Cứ tới người nào chơi người đó nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem team thứ hai là ai nha bạn. Và mình chỉ quay 4 lần thôi. Quay 4 lần duy nhất thôi và những lần sau mình cứ lặp lại nha. Quyết Thắng. Quyết Thắng là ai? Đây anh ơi. Rồi bắt hai món nghe, từ từ thôi, mình cứ suy nghĩ đi. Một cái nồi mình giơ lên cho camera nhìn thấy nè. Chúng ta sẽ có là một bộ lưới bán và một cái nồi nhỏ. Ok. Tiếp luôn nè. Đội thứ ba sẽ là ai đây? Sụm nụ bít nào em? Bít cái lưới với cái ấm anh. Chúng ta sẽ có một cái lưới bán và một cái ấm nước. Rồi ok, về chỗ. Rồi cuối cùng, chúng ta bít hai món. Chúng ta sẽ có màng nhôm và lưới bán nha. Và cái lợi thế là bây giờ là tụi mình để cho công bằng là mình không có đảo về cái đội Công Tử Bình Dương nữa mà đội của em được tiếp bóc tiếp hai món nữa. Đảo vòng ngược lại nha, rồi em chọn tiếp hai món. Bộ cắm câu và lon nước soda. Em lấy lửa với lại dao anh. Rồi ok, lấy lửa với dao. Một lửa. Rồi một lửa. Đội mình lấy lửa với mùng nha mọi người. Lấy quạt chim với lại mùng. Là bây giờ là tiếp tục là đảo dọc, đội em bốc trước nữa. Lấy cái này đi, lấy gì Toàn? Anh chọn ấy. Lấy tiếp bạc và anh kinh nghiệm hả? Lấy gì vậy?
Thôi lấy chai chai vô ăn hả? lấy chai vô ăn tối làm cái. Hả? Làm cái gì? Trời ơi. Chim cá hả? Ăn chim cá, chim cá. Lấy thêm một lửa nữa gì lấy cái này. Lấy thêm một lửa nữa. Dạ. Lấy lửa với lại cái bẫy. Lèo qua trên dây. Rồi ok. Đội cuối cùng. Là bây giờ đem bít 4 món luôn á. Dạ. Đúng rồi, tại vì đảo vòng đem được 4 món. Em lấy cái đèn pin. Một quạt. Hai hộp quạt luôn và còn một món nữa. Rồi, leo vào đủ 4 món luôn. Rồi, tiếp theo là đội em. Đội em sẽ lấy cây cần câu và bọc thực phẩm nha mọi người. Rồi, ok. Tiếp theo là đội Quyết Thắng. Đây là cái bẫy và bẫy cá và cái này cũng thêm cái bẫy với nó lạ lắm các bạn, nó khá là dài luôn á. Xúc xích và là đây. Và quạt diêm nữa. Diêm đúng rồi cái xúc này. Xúc xích và quạt diêm. Ok. Bên em bị độc đảo vào, bên em được bít thêm cái nữa. Chắc bắp bắp xào. Rồi chơi luôn. Đúng rồi, mình ăn chắc rồi. Rồi. Ok cái này. Rồi. Rồi tới đội thứ hai. Một chai nước mắm và cái bẫy bắt quái. Tiếp theo là đội số 3. À ba tê và ly mì. Dạ. Ok, cuối cùng là đội thứ tư thì không còn đảo vòng nữa, là hai món cuối cùng luôn. Đó chính là một cái bẫy và một cái chai của đội thứ tư. Dạ. Ok, nói chung là mọi người đã có trang bị hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ cho thời gian chạy để biết là ai đầu hàng ở phố Hương Máy rồi các kiểu. Và ok, bây giờ mọi người từng team mình tách ra và mình cứ cố gắng ở gần nhau nha. Vô clip này là cấm chạy thôi, xa nhau quá lỡ mọi người bị cái gì đó là rất là cực ha. Và mọi người đều có một caravan đi theo. Ok, giải tán mọi người ơi, cấm chạy thôi. Mình là đội Quyết Thắng nha mấy bạn. Thì mình sẽ chọn cái chỗ này để làm liều, tại nó gần cái hồ để đội mình dễ đánh bắt hơn. Rồi bây giờ việc đầu tiên là mình đi đặt bẫy trước nha các bạn. Xong rồi về mình mới làm liều. Mình sẽ dùng mấy cái này, mình đi xuống đây mình đặt bẫy kiếm đồ ăn trước. Hello, xin chào mọi người nha. Hai anh em mình là đội Tới Công Chuyện nha mọi người. Thì hai anh em mình này bây giờ thì sẽ ở đây và dựng liều trước nha mọi người. Dựng cái chỗ ở tạm thời thôi nha mọi người. Rồi sau rồi đó mình mới đi đi đánh bắt. Săn bắt. Chào các bạn nha, đội mình tên là Sụm Nụ. Thì đầu tiên đội mình sẽ dọn hết cái bãi này, xong nó dựng liều lên. Và sau đó là hai mình sẽ phân công với nhau là đi tìm khám phá những xung quanh. Thì coi có cái gì thì tụi mình sẽ làm cái đó. Tiếp theo là đội Công Tử Bình Dương của tụi mình nha. Đầu tiên thì đội mình sẽ văng mồm với trải bẹt ra để nằm ngủ. Từ từ anh trai mình văng mồm trước. Rồi văng ơi. Why minute later. Sau một hồi thì anh em tụi mình cũng đã văng xong rồi. Giờ thì anh em tụi mình sẽ đi bảo dưỡng năng lượng. Ngủ. Hả? Thôi ngủ. Rồi bây giờ là hai anh em mình sẽ đi ra cái bãi đó để văng lưới nha mấy bạn. Bây giờ mình tới đảo rồi nha mấy bạn. Thì bây giờ là mình sẽ nghĩ chỗ này nó có nhiều cá. Thì bây giờ mình sẽ giăng lưới ở đây. Rồi hello mọi người nha. Trong khi mà mình đi kiếm lá để mình lợp cái mái á, thì mình phát hiện được cái dừa này nha mọi người. Đây. Thì ở trong đây á, thì mình thấy là có mọng nha mọi người. Tí nữa có thể là mình ăn trưa lót bụng cái này nha mọi người. Rồi. Và đi vô đây thì mình thấy được mớ dây này nè mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy về một ít để mình cột cái máy nha mọi người. Trên đường về á thì tụi mình có phát hiện một cái hố. Mình nghĩ ở đây có giun nè mọi người, để mình đào xem thử có giun không ha. Đây, có một con giun mọi người. Phát hiện được con giun nha mọi người. Bây giờ cái liều này khó dựng quá mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ phân chia anh này ở lại dựng liều mà mình sẽ đi săn bắt hái lượm. Hello mọi người, mình đi vòng vòng mình thấy đây có mấy bụi dừa nên mình sẽ quyết định trèo lên dừa hái dừa uống trước nha mọi người. Hello mọi người, mình hái được 3 trái dừa nhưng mà hãy xuống mình đã là bể hết một trái mọi người ơi. Cái này cũng bể nữa nhưng mà còn rất ít nước. Thôi giờ mình về đem cho đồng đội mình mọi người ơi. Mình giăng xong cái 12 cái ngục xong rồi tới giờ mình giăng lưới bén nha các bạn. Mình bao hết mấy cái đảo này luôn. Cá mà mình vô đây giăng hết luôn, không cho về bên kia luôn. Các bạn đón xem nha, thử coi chiều mình thu hoạch cái nào nhiều hơn. Mình đang dây văng thì dính cá luôn nha mấy bạn. Vui quá trời. Wow.
Rồi hello mọi người nha, bây giờ mình đi cắm câu nha mọi người. Giờ mình sẽ móc trùng vô cần nha mọi người. Đây thành quả của anh em mình nãy giờ đi đi đào trùng nè. À bây giờ mình sẽ móc vô ha. Rồi giờ mình vô một được một cần rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắm ở cặp cặp vách mấy cây tràm này nha mọi người. Giờ mình sẽ cắm ở đây và mình vô hết mấy cây cần kia và đi cắm vòng vòng ở đây nha mọi người. Boom. Sau 7749 lần thì đêm mình nó dừng được liều nha các bạn. Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi giăng lưới. Còn anh tính là anh sẽ đi hái dừa tiếp theo nha. Mình sẽ kiếm dừa hái nữa nha các bạn. Đây mọi người, mình hái được nhiều trái lắm nhưng mà cái trên cao quá mình đẩy xuống nên nó bể còn có 5-6 trái rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đem về cho đồng đội mình chia ra để uống. Bây giờ mình sẽ lấy tay lưới này mình giăng xung quanh hồ nha mọi người. Để xem chiều nay có cá không. Rồi giờ tới mình chia phân chia ra nha các bạn. Mà bạn này bên này thì đi lấy nước về nấu, còn mình đi kiếm củi về mình nhúng lửa lên nha các bạn. Giờ hai anh em mình đi làm tiếp nha các bạn ơi. Giờ mình nhúng lửa nấu nước uống. Chứ giờ quá khát nước rồi. Hy vọng là quay phim đầu tiên sẽ thành công. Chá. Thành công rồi nha mấy bạn ơi. Mình thấy ở ngoài kia có rất nhiều là bông súng á. Mình chắc mình phải bơi xuống để mình hái nó lên. Và đi theo mình nha. Mình mới bơi từ ngoài kia vô, mình hái rất nhiều bông súng rồi mọi người. Đây, chắc tối nay mình ẩn no rồi đây. Các bạn ơi, hồi nãy mình giăng lưới bên đầu bên kia, xong cái mình thấy không ổn á, cái mình giờ lưới qua phía bên đây mình giăng. Thì trong lúc giăng thì mình thăm luôn là dính một con cá này nè các bạn. Thì ai biết con cá gì comment dưới nha. Tại vì mình không biết con cá gì này nữa. Nhìn mà nó đẹp, nó to lắm. Xong á, cái mình cầm như mình sợ nó ruột á, cái mình lột cái quần mình ra luôn. Xong cái mình lấy cái này mình quấn lại, nó cộng nó xảy mất tiêu các bạn. Đây. Hả? À, tới cái dừa đâu, cái dừa đâu. Tự nhiên có dừa free mọi người. Ây. Dừa của em mình, mẹ ơi, dừa của mình. Hai ăn lộn người ơi. Dừa của mình. Hai ăn lộn người ơi. Trời ơi. Bây giờ mình nhanh hơn thiếu nó là được rồi. Trời ơi, nhanh thì cái chưa vậy. Sau khi mà mình bơi ra kia mình hái bông súng á, thì mình cảm thấy sức lực của mình rất là tuyệt vời nha mọi người. Chắc giờ mình phải đi cắm câu để tối nay mình kiếm cá mình ăn quá. Giờ mình sẽ đem hai cái lợp ra ngoài kia mình giăng để bắt cá nha mấy bạn. Boom. Ok, team mình là team Công tử Bình Dương. Nó hồi nãy tụi mình nghỉ ngơi xíu mà khát nước quá. Tụi mình nên tụi mình bây giờ đi xung quanh để khám phá. Thì thấy có cái cây này. Hồi nhỏ mình có ăn cái trái này rồi nên bây giờ mình thử nè. Cái gì nè, thấy không? Có trái này nè. Nó ngọt ngọt. Vậy nó cứ sao sao á. Ăn, tiếp, nó, tiếp. Nó bình thường à, nó nhưng mà nó ăn được. Trời ơi, cái này nó bở luôn nè. Chín rụt quá rồi. Ok, để coi xung quanh nó còn cái gì nữa không, có gì quay lại nha. Sớm giờ mình đi kiếm đồ ăn nhiều quá, bây giờ mình mệt quá, bây giờ mình sẽ chặt hai trái dừa uống, mình sẽ nghỉ ngơi xíu nha các bạn. Tầm khoảng tầm giờ chiều thì tụi mình sẽ đi giăng lưới với lại câu cá nha. Mình uống nha các bạn. Ngon không nha các bạn. Thì nãy giờ mình giăng cũng được 2 tiếng rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi thăm lưới kiểm tra coi có cá chưa. Thăm 12 cái ngục chứ. Cái này chưa có. Dính cá nghe mọi người. Cuối cùng cũng có thành quả rồi. Để mình gỡ con cá này. Ở đây mình thấy có bông súng, bây giờ mình hái đem vô luôn nha mấy bạn. Được 4 cây. Ê, dính cá đường kìm này các bạn. Cá đường kìm nó vô 12 cái ngục này lạ lắm nha. Này là lần đầu tiên cái kìm nó bự vậy luôn á. Ok các bạn ơi, sau khi tụi mình nghỉ ngơi các kiểu rồi,
Thì bây giờ mình với anh Toàn đi ra, mình á thì đi găng lưới, còn Toàn bây giờ nó đi lụm củi rồi tí về nó nướng xúc xích ăn, không tối nó hư. Thấy gì không, cái lưới nó rối, trời ơi là trời ơi. Rồi thả đâu tới đâu hai tới đó nha. Thì mình tới đâu hay tới đó anh. Rồi giờ mình sẽ đốt lửa để nướng ở lộn để chiên xúc xích cho anh Sang ăn nha. Mình hồi hộp quá. Đốt gì thế nó tắt luôn rồi. Rồi điều ước thứ hai của cái hộp này. Cái này gì vậy? Mở thịt nha. Ok, nhăn lưới xong rồi nha. Bây giờ về bú xúc xích của em Toàn. Tốt rồi. Rồi giờ mình còn điều ước cuối cùng mọi người ơi. Đốt lửa được chưa em hả? Chưa anh trai ơi. Còn mấy hộp vậy? Không, mình mới khai có hợp đồng mà em còn có điều ước à. Thôi rồi, để anh đốt thử coi. Thôi, anh không tin tưởng, đi ra anh định về là anh ăn xúc xích của mày nhưng mà sao kỳ vậy. Thôi em đang cố gắng đốt lửa để mình chiên xúc xích cho anh ăn nè. À, dạ anh này. What the hell. Lửa, đút mấy cái lá vô mày, đút mấy cái lá vô. Giờ tụi mình sẽ để nó lên ra củi ra than rồi sau đó chiên xúc xích ăn luôn. Rồi, hello mọi người nha. Bây giờ hai anh em tụi mình đi lưới cá nha mọi người. Giờ hai anh em mình sẽ đi ra ngoài kia và thả lưới nha. Thả bên này đúng không? Thả này xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình với lại bạn mình đã giăng lưới xong rồi nha mọi người. Giờ mình lên rồi và chiều sập tối mình đi hâm lưới một lần nha mọi người. Chào các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đầu trùng để mà câu cá. Thì ở đây mình đi trùng xung quanh thì mình thấy có một cái gọi là hang trùng này rất là nhiều. Thì mình đào thử coi có trùng không nha. Đây là trùng nha. Thì sau 5 đến 10 phút thì mình đào thì được nhiêu đây, tầm 3 đến 4 con. Thì mình sẽ gói trong màng bọc thực phẩm như vậy để mà dưỡng trùng vậy nó không nó bỏ mất tiêu. Xong rồi mình sẽ lấy trùng này đi câu. Bây giờ thì mình bắt đầu câu nha mấy bạn. Giờ đây chiều mình cũng đi tìm đăng thêm các bạn chứ sớm lâm lưới có một con cá mà. Mình đi tìm cua ốc thêm chứ để tối rồi mình không có đồ ăn luôn á. Mình nghĩ ở đây chắc cũng có cua có ốc á, mình đi kiếm thử coi. Con ốc đắng này các bạn, cái này là con ốc đắng này, trên mình gọi là trên tháp mình gọi là ốc đắng nha. Rồi rất hay quá, tối nay có đồ ăn rồi. Hy vọng là bắt sẽ được nhiều nhiều chút. Dưới đây có hàng nè các bạn, để mình thòi cho coi có con cua nào mình bắt nha các bạn. Có bạn ơi. Có được một con cua. Đây. Hello. Hồi săn bắt thì mình bắt được một mớ ốc nha mọi người, với hai con cua. Đủ lương thực cho buổi tối anh em mình rồi. Và bây giờ là mình tạo lửa nha quý vị. Trong hộp diêm thì có 3 điều ước nha quý vị. Thì kiểu này chắc tập rồi. Ủa? Lên lửa rồi nha quý vị ơi. May quá. Sau khi đã có lửa thì giờ sẽ bắt đầu chiên xúc xích cho anh Sang ăn nha. Rồi mà bỏ xúc xích vô. Anh Sang muốn ăn mấy cây nè? 2 cây đi. 2 cây hả? Mình chiên cho anh Sang hết, mình đâu cần ăn đâu. Nay mà chơi chiến thuật mới mình không ăn. Rồi sau một thời gian dài chiên xúc xích thì giờ xúc xích mình cũng đã chín rồi. Trời ơi. Nhìn nó vàng thơm ngon kìa. Wow. Cái này cũng cho anh Sang luôn nha. Là làm sao? Thế em ăn gì? Mình thì khát nước quá nên mình chắc mình uống dầu ăn quá. Dầu ăn thì bổ sung cho mình omega 3, 6, 9, vitamin A, E, tự nhiên. Được rồi. Anh Sang ăn xúc xích nha, em uống dầu ăn. Ok, uống dầu ăn đi em. Ok, sẽ cho anh. Đừng có kiếm xích nhanh trai.
Nice. Rồi bây giờ mình đi thăm lưới xem thử nãy giờ có con cá nào chưa nha mọi người. Mình mới đi vào mà chả thấy con nào hết các bạn. Chắc là do mình thăm sớm quá. Chắc là để chiều mình ghé lại coi nha. Thì hồi nãy giờ hai anh em mình làm cũng mệt rồi. Giờ mình có bẻ được mớ con súng nè. Giờ mình ăn thử một miếng nha. Ok mọi người. Nó kiểu mà nó giống như nó còn chứa nước á. Ăn nó đỡ khác nha. Rồi, giờ mình ăn nha mọi người. Buổi chiều mình đi vòng vòng kiếm thêm cái gì ăn buổi tối bạn ơi. Chứ giờ ở đó cũng không biết làm gì. Ở đây vừa cao quá. Mình thì lớn tuổi rồi, mình không ái nổi, không leo nổi. Mình thì không biết leo nha mấy bạn. Còn bạn mình thì không biết leo luôn. Giờ tôi thấy có trái dừa khô nè, tôi nghĩ trong đây chắc có mọng nè. Tôi nghĩ đây có mọng nè. Giờ mình sẽ lấy trái dừa khô này về. Về nhà xong rồi cái mình sẽ tách ra, xong rồi cái mình bổ ra làm hai thử coi có không. Nếu mà có mọng thì mình tụi mình quay cho mấy bạn xem nha. Nếu mà có mọng dừa thì tụi mình sẽ review cho bạn xem mọng dừa ăn như thế nào. Mình mới phát hiện ở đây có con cua nha. Đấy luôn. Đừng có cua nha mọi người. Đừng cua luôn nha mọi người. Cua cũng được đấy. Bắt được 2 ốc nữa nha cả nhà. Như mình đi vòng hết cái bờ này mình có thể bắt được 40-50 con ốc nữa nha cả nhà. Tối nay chắc là no luôn cả nhà ơi. Tại vì nhiều ốc lắm. Mình vừa bắt được con ba khía nha mọi người. Cua nha mọi người. Cua nhỏ. Hello tất cả mọi người, giờ bây giờ mình thử tập quăng nha mọi người. Không được đâu. Mình đã thất bại rồi mọi người. Sau khi mình thấy đồng đội mình quăng chài rồi mà mình thấy chán quá, giờ mình bắt đầu mình quăng thử nha mọi người. Tới công chuyện luôn rồi mọi người ơi. Một đống rác luôn. Toan rồi mọi người à. Hai anh em có chài mà không biết sử dụng nha mọi người. Các bạn ơi, tầm xế chiều thì mình đi xem lưới nha. Xem thử từ trưa tới giờ nó dính được thêm con cá nào không. Đấy rồi. Mình vừa phát hiện một con cá. Cái này chắc là cá cơm mọi người ạ. Các bạn nhé, thì sau bao nhiêu lần lặn ngụp thì mình cũng thăm cái tờ lưới mình giăng từ sáng giờ thì cũng được 3 con cá. Đây là những con cá cơm này vậy. Xong rồi 2 con cá phi. Mình mới đổ qua chỗ mới giăng, chưa giăng xong nữa dính cá rồi mấy bạn. Đây, thêm một con nữa. Chỗ này nó ok hơn chỗ nãy nhiều. Thành quả thăm lưới của mình nha các bạn. Được 3 con cá rô phi nè. Hơn cá rô biển. Hello các bạn. Thì bây giờ trời cũng gần xế chiều rồi. Thì bây giờ mình với anh Chí á sẽ tạo ra lửa nha, để xíu mình còn nướng cá nữa, rồi tối mình ăn. Thì trước tiên là mình sẽ lấy một que diêm. Cái này thì anh Chí đã làm sẵn rồi, thì mình chỉ cần đốt lửa với cái lại lá khô này thôi. Thì nó sẽ cháy. Thì mình hy vọng sẽ cháy nha mọi người. Không cháy là thôi rồi luôn á. Rồi. Lùi bước cái đi. Trong nè. Chứ chưa trong nè. Chưa. Mình còn 2 điểm. Đúng rồi đó. Đúng rồi ạ. Nhức cái đầu à. À, bây giờ thì lửa đã cháy rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó lửa lớn lên. Xong mình sẽ bỏ những cái củi to để làm một cái thang. Rồi mình sẽ nướng con cá lên nha. Xíu nữa ăn thì mình sẽ quay cho mọi người nha. Bây giờ tem quyết thắng của mình, giờ mình lột buông súng rồi các bạn. Buông súng mình mới ăn chiều nè. Mình lặt xong xuôi chân, giờ mình chỉ để lên nồi, để lên bếp thì lột thôi. Bông súng thì mình cũng đã lột chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình nướng thêm cá với cua, chiều mình đánh lưới nè. Được mấy sâu nè, mình thỏ sâu hết, giờ mình nướng. Nướng xong rồi chứ mình sẽ ăn chung với con chúng luộc. Boom.
A few moments later. Ủa, gì vậy? Các bạn nha, thì hiện tại lửa cũng đã có rồi. Thì đây có một con cá này, sáng mình cho lưới dính. Với lại một mớ bông súng. Mình sẽ đem nó luộc nó nha, luộc bằng nước sông luôn. Thì cái này là mình cắt là, mình lấy cái này này, mình xỏ vô cái cây. Xong sẽ đưa cái chính giữa này nha. Mình sẽ để như vậy nha mọi người. Để khi nào mà nó chín thì thôi. Còn con cá này mình sẽ để như vậy luôn nha. Khi nào mình nó chín thì mình sẽ đem ra ăn. Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Tối nay thì anh em tụi em mình sẽ nướng ốc bu với lại lá lốp nha mọi người. Còn ở đây thì mình có cua, mình nướng. Xong thì mình sẽ nướng bông súng ăn nha mọi người. Rồi, và uống nước nha mọi người. Hồi sáng giờ anh em mình thì cũng vận động hơi nhiều nên là cũng đã khát lắm rồi. Rồi, vậy ha mọi người. Rồi, mình bông súng cũng đã chín mà cá cũng chín luôn nha các bạn. Bây giờ đến mình đi chén mắm mà sáng mình bóc được chén mắm vị xưa. Bây giờ mình sẽ cá với bông súng chấm nước mắm nha. Đói bụng quá. Quá trời đói bụng rồi. Tầm quá. Cá này mình làm mình mổ bụng sạch sẽ cho các bạn. Giờ chỉ cần chấm là ăn thôi. Thơm. Có trứng luôn. Tem mình ăn xong rồi cái chắc tem của mình ngủ dưỡng sức các bạn ơi. Chứ nguyên ngày nay cũng hoạt động quá nhiều rồi, mất năng lượng quá. Vậy sáng mai anh em mình dậy sớm đi thăm lưới sớm nha các bạn. Hôm nay mình dậy sớm đi thăm lưới. Rồi có gì các bạn theo dõi đi. Rồi hiện tại là gần 7 giờ tối và thử thách mới có 7 tiếng mấy các bạn. Nãy là team bên đây là team gì của anh ta? Quyết Thắng. Quyết Thắng hả? Ăn sáng rồi, ăn tối rồi. Ăn tối rồi. Tiếp theo là team bên đây cũng ăn tối luôn nên mình ghi video sơ luôn. Team bên đây thì không có cá, không bắt được cá hả? Không, dạ, không bắt cá. Em có dụng cụ gì để bắt cá không? Có lưới. Lưới bén. Lưới không được cá. À, cá tức nó là không vô chứ không phải là không có cá. Tức là có lưới nhưng mà chưa bắt được rồi đúng không? Dạ. Và cua này là bắt sao? Cua này hay cua này, tụi em là tụi em bắt tay. Móc cua. Dạ, móc cua. Rồi ốc. Dạ. Rồi bông súng. Dạ. Uống soda. Dạ, uống soda. Ok, nghe bạn thử cái rồi đặc sản miền quê. Dạ rồi, em xin. Wow, xin que vậy luôn hả? Dạ. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Ủa, bông súng này mình ăn sống hay mình luộc gì vậy? Cái này em nướng sơ ra. À, rồi mình không có nồi đúng không? Dạ, rồi, đúng rồi. Em lột ra, em nướng sơ rồi em lột ra. Là team của em là team... Tới công chuyện. Rồi, tới công chuyện thiệt luôn. Tới công chuyện luôn nha mọi người. Ốc ngon lắm mọi người, không thấy mùi tanh luôn. Cua giòn. Cua giòn, thơm, đúng ngọt luôn nha mọi người. Tưởng hai ông mà ăn vô đây chắc phải hồi sáng tối là phải đi săn đêm rồi chứ sao đủ ăn. Thấy tụi em có đèn rồi, có đèn rồi tụi em sẽ đi săn đêm thêm. Ở đây tối là có nhiều nhái đó bạn, kêu nhét ép ép không? Ép là nhái không bạn, tối mà đi chụp nhái là có thể sáng mai là ăn phê luôn á. Ok, rồi tiếp theo là anh em công tử Bình Dương. Công tử Bình Dương với lại công tử Tây Ninh nha. Sao ăn xúc xích chiên? Hồi nãy bố chị ăn xúc xích chiên anh. Còn giờ xúc xích nướng thì em ăn luôn vỏ là đâu được đâu, cháy sao? Chú gì trên tới hả? Chín vừa chín nè anh, kiểu nó hồng hồng em ăn luôn. À, luôn vỏ lại có collagen gì đúng không? Sau đó mình uống thêm dầu ăn coquin có omega 3 69 và vitamin. Uống luôn là đi luôn á. Có cái nồi không thôi à. Ăn được chưa, ăn được chưa? Nên tội chín rồi kìa, uống thử cái đây review coi. Nào, là nãy em ăn xúc xích chiên rồi. Đúng rồi. Giờ thử xúc xích nướng rồi sao? Hút hết nước thì mà dầu không á. À quên, mới chắc dầu mà quên. Tốt, ăn vô khát nước thêm. Tốt hả? À, là chưa có gì uống luôn hả? Chưa. À quên, em có dầu ăn mà. Là anh thấy bên tìm mình kia là có 5-6 trái dừa vậy, em lấy chai dầu ăn qua em đổi. Cũng à, em không đổi dầu ăn lấy dừa không ta. Rồi đây chắc em lại nè. Rồi tiếp theo là team mình team sụng cái đụ. Sụng cái đụ. Anh Toàn nãy tính nói gì quên Toàn? Em tính đổi dầu ăn lấy nước uống anh ơi. Anh thấy gì đây không? Cá nướng. Nhưng mà dầu ăn. Dầu ăn cút kinh. Gặp hai anh em nữa rồi dầu ăn nữa. Hả? Anh em chơi nước dừa anh ơi. Em thích sử dụng nước dừa hơn đúng là dầu rồi, ăn rồi. Đúng rồi, thích sử dụng nước dừa. Vậy là Toàn bị từ chối rồi con. Em về em xài rồi. Đội sụng đụ mấy đứa là ăn gì? À tối nay em sẽ ăn cá nướng. Cá mè nướng. Dạ. Rồi con này là cá gì nè? À, cá điêu hồng anh. Ôi khét rồi, khét rồi, khét rồi. Dạ. Khét rồi.
bự á. Cá này cá đi hồng nướng với lại đi em có là bông súng luôn, cả bông súng luộc luôn. Luộc này luộc bằng nước xong. Rồi uống gì? Dạ uống thì em có hái vài quả dừa. Năm quả dừa. Dạ. Thì tối nay em sẽ ăn cá xong uống dừa. Ok. Nói chung là mỗi đội thì có một chiến thuật các bạn, nhưng mà chưa chắc mấy cái đội mà có nhiều đồ ăn đã thắng đâu, giống như tập trước đội có lửa mà lại hô đội không có lửa nha bạn, nên là thật sự là cũng hên xui lắm. Các bạn nhìn thấy vậy chứ không có vậy đâu. Thì ngày mai cái tự nhiên giờ cái đau bụng quá uống nước dừa các bạn dễ bị tiêu chảy tập, thể uống nước dừa nhiều rồi tiêu chảy. Thế mai cái đi tiêu chảy cấp hay gì đó cái tập nha bạn. Hả? Cá điêu hồng lướng mọi. Cái không mà cái này thì nó hơi đen cho nên là em sẽ cạo này ra. Đúng rồi, cái giải đang đắng. Đang đắng. Nóng nóng nóng. Không rung rồi. Thịt thì nó sẽ hồng như vậy nha. Mời mọi người ăn nha. Nó có vị béo béo của cá. Nó tanh không? Không tanh anh. Không tanh. Nó cứ bị đắng đắng với lại ngọt ngọt. Đắng là do cái này nó bị khét nè. Còn ngọt là ngọt do thịt của nó. Rồi, ok. À, hai tụi mình là đem tới công chuyện. Và tối nay tụi mình có được cái đèn pin thì tụi mình đi săn bắt xem thử có ốc hay là có cua đổ để mai tụi mình ánh sáng cho mọi người. Cùng đi theo mình nha. Let's go. Đây nha mọi người, có ốc rất là to luôn ha. Cái loại này mà về mà kiểu ăn nướng ngon, nó bị đỉnh luôn. Mình phải bới bới nha, ốc nó. Không có con nào luôn nha mọi người, trống trơn luôn. Đây nha mọi người, cu bao to luôn. Có thêm 3 con ốc nữa nha mọi người. Tụi mình bắt được có nhiêu đây thôi mọi người, thì chắc tụi mình về để mai mình chắc chạy sớm tụi mình bắt tiếp. Rồi tình hình là mình định quay mọi người coi ngủ ghê ra sao các bạn, tại vì đã hơn 8 giờ rưỡi tối rồi, thử khách được 9 tiếng mấy rồi. Mình phát hiện được đội công tử Bạc Liêu, công tử Bình Dương. Dạ tới giờ công tử về nhà. Đúng rồi, như công tử thì có màn có rèm rồi cái kiểu nữa. Ủa con thấy ốc không phải ăn luôn. Không, anh xem anh đố quá, anh đang bắt sống anh ơi. Ủa sao hai bé đầu hàng vậy? Khát nước à. Tại vì em thấy cái đội anh kia trời quá trời nước luôn mà giờ mà mình lỡ uống nước hồ quá thì lỡ đau bụng thì cũng thua nè. Đúng rồi, công tử Bạc Liêu mà có công tử Bình Dương mà uống nước đau bụng. Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi nãy đổ vô ăn không kia không chịu đổi hả? Không anh, em đổ cuốn em đổ chai dầu ăn của em. Rồi hai em xài hết chai chưa? Hết anh ơi, nãy ngồi trong luôn hết rồi. Ok, nói chung là hai bạn đến trải nghiệm ơi. Một bạn thì làm văn phòng, còn bạn thì làm công tử chơi sinh tồn. Nói chung là vô trải nghiệm để mọi người biết là chúng ta nên cải thiện kỹ năng sinh tồn của bạn để mới có thể sống sót được tới ngày mai. Còn hai bé sống được nửa ngày à. Ok rồi, hai em về về đây về. Rồi tới giờ công tử về nhà. Đây còn đây là đội, bên đây là sử dụng cái lưới để dành làm cái liều nha các bạn. Văng cái lưới vô vậy. Sau đó lợp lá lên trên cái là thành một cái liều lá cây, hai ổng ngủ trọng kìa. Cái bên có tiếng giấy kêu rác rác nữa. Đốt khói để chống mũi nữa. Còn bên đây là đội tới công chuyện thì vẫn chưa ngủ, đang đốt khói thôi em. Dạ, ông khói mũi quá anh. Liều bên cái hai đứa là bên đây. Dạ đúng rồi. Cửa này là liều này là cũng giống liều bên kia nhưng mà được cái là làm từ những cái cây củi đồ cái kiểu vậy. Phía trong thì lót lá đồ và hun khói vô cho đỡ mũi mới ngủ được đúng không? Dạ đúng rồi. Là ok. Ngủ. Giờ buổi sáng rồi, tụi mình đi thăm lưới nha các bạn. Xem có cá không để mình làm buổi sáng có đồ ăn nha. Hy vọng là sẽ có cá nha. Có một con cá sặc rồi nè. Chín cá bự các bạn ơi. Cá này là no nê bữa nay rồi. Rồi hiện tại là 6 giờ sáng, vừa khách được 19 tiếng nha các bạn. Cái đống lửa này vẫn làm mình cay mắt. Không đốt cả đêm luôn hay gì á. Ủa giờ đội Quyến Thắng còn có một bạn, bạn kia đâu tiêu ta? Đi vòng vòng mà anh. Đi vòng vòng đó hả? Dạ không anh. Đi xuống dưới kia. Ờ.
Còn bên đây đội tới công chuyện thì một ông cũng đi, một ông ở nhà giữ nhà nhé các bạn. Còn đội sụm bà nụ gì thì cũng vẫn đi một người. Cứ một người ở nhà canh lửa, một người đi làm cái gì các bạn. Sáng đêm mà ở sáng sáng hả? Dạ sáng sáng anh. Bồ em thì đi bắt ốc rồi, còn ở nhà em nấu nước và lại canh lửa. Để bắt ốc. Dạ. Chứ không có lưới gì hả? Có lưới không? Dạ có lưới anh, tầm 7 giờ thì em mới thăm. Thăm xong rồi thì em dời lưới luôn. Dạ. Chín chưa? Chín rồi, nãy giờ sôi quá trời. Hello, chào mọi người nha, mình sớm mình khoảng kia là anh này sẽ ở lại giữ nước. Và mình sẽ đi bóc, sớm giờ mình sẽ bắt được nhiêu ốc này. Khá là nhiều. Ngắn gì ta? Chắc rồi. Dạ hello tất cả mọi người. Sáng nay thì mình đi thăm bãi cá và cần câu cắm. Và ở đây có một cái bãi cá để xem thử mình nếu mà có cá thì cho buổi trưa hôm nay. Và mình tới thăm cá nha mọi người. Không có cá mọi người. Không sao. Mình còn bãi cắm nữa, mình lại đặt lại. Tiếp theo là mình đi thăm cần câu cắm cho mọi người. Ở đây mình có cắm hai cái cần nè. Không có rồi mọi người ơi. Nhưng mà không sao, còn rất là nhiều cần câu cắm để mình đi thăm tiếp. Nếu mà không có thì mấy em ốc ơi, tí hồi anh tới với em nhé. Hello mọi người nha. Thì sáng nay hai anh em mình sẽ ăn con cua nha. Con cua vừa mới bắt hồi được hồi sáng với lại bốn con ốc. Ốc này là ốc gạo. Thì tụi em anh em mình nướng để mà ăn á. Sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ uống nước dừa. Dừa thì có cái luôn, mình vừa mới chặt xong. Ăn xong rồi mình uống nước dừa thì mình ngồi mình nghỉ thôi, chờ thời cho hai bên đội kia tập xong mình về mình ăn cơm sườn chứ mình đói quá. Càng nha mọi người. Đây cái càng cua này to. Thật nhách. Miếng vậy đó. Để mình thử miếng nha mọi người. Thật nhách hả? Nướng khô nước. Nướng khô nước á, nhưng mà chịu khó ăn qua ngày cũng được. Đây là kết quả buổi sáng mình đi thăm lưới nha các bạn. Với được mớ cá rô với một con cá mè. Được một con rắn nước nha mấy bạn. Con rắn. A few moments later. Giờ hai anh em mình ăn xong cái anh em mình đi thăm lưới tiếp. Rồi đi kiếm mớ củi nữa về để sử dụng cho ngày nay. Bẻ khúc cắn nữa. Thơm lắm mấy bạn. Dài lắm, ngon. Sau khi mình đi săn bắt thì sáng mình có làm mấy con ốc cho mọi người. Đây là ốc với lá lốt nha. Mình nướng. Xong rồi mình sẽ nghỉ một chút và mình đi săn tiếp nha mọi người. Ốc nướng lá lốt của mình cũng chín rồi mọi người. Bây giờ mình xin mời mọi người và hai tụi mình sẽ thưởng thức nha. Ốc giòn, thơm mùi lá lốt nha mọi người. Không có mùi tanh. Rất là ngon. Có lớp ăn kèm nữa, ngon lắm nha mọi người. Ăn nó thơm rất là ngon luôn. Mình ăn hết cái này xong mình nghỉ một tí rồi mình đi săn kiếm gì ăn nha mọi người. Chào các bạn nha. Thì hôm nay là ngày thứ hai. Thì tem sụn nụ tụi mình thì sẽ đem leo lên cây dừa để hái dừa tiếp theo nha. Thì qua có hái một lần rồi nhưng mà bây giờ còn có 2-3 trái à. Sợ uống không đủ cho nên hôm nay chúng tem mình leo lên thêm nữa nha. Thì bây giờ là anh Chí sẽ là người leo, còn mình ở dưới là hướng dừa thôi. Mình bắt đầu nha mọi người. Đây là cây dao mình cuộn vô thắt lưng nha. Để mà leo lên thì mình, cái tay mình leo hái dừa, không có tay nào cầm dao hết. Wow. Thì mình sẽ cuộn vô người luôn. Tên mình thả nguyên mùn vườn xuống nha, thì còn có 6 trái. Thì nó bể hết 3 trái rồi. Mình hướng nước được tầm khoảng 1 rưỡi thì nó được như đây. Rồi sau khi ăn sáng xong thì mình đi tìm đồ ăn trưa. Vô rừng tìm đồ ăn trưa thì mình vô tình mình thấy một măng. Thì giờ mình sẽ dùng con dao này mình khởi lấy một măng này về tặng trưa mình luộc mình ăn nha các bạn. Mình chặt măng xong rồi, hy vọng chiều nay có măng ăn nha bạn. Cái ăn cá rất ngán quá. Mình kiếm được một măng thứ hai nữa nha các bạn. Tiếp theo rồi mình sẽ leo lên cây dừa này. Mình hái mấy trái dừa trên tảnh xuống. Tại vì ngày qua mình có ra mình nghiên cứu rồi mà cao quá mình không dám leo. Hôm nay là mình phải chinh phục bản thân mình. Leo lên mình hái mấy trái dừa này xuống. Để mình chiến thắng bản thân mình. Có thể là mình cũng chiến thắng game này luôn. Các bạn đợi mình nha.
Cố gắng lên ơi, hái được dừa là thắng đó. Cứ thả xuống đi em chạy lại liền. Bể này là không còn nước luôn anh ơi. Mệt quá bạn ơi. Tại mình chả mình đu lâu chứ không có thể leo lên cái cây á. Đuối, xuống sức rồi. Tụt xuống tay chân mớp mép chân. Thành quả của mình gồm có dừa, măng, với lá lốp. Trưa nay mình sẽ ấm no rồi. Bây giờ mình sẽ nghỉ mệt lấy sức. Chiều mình chiến tiếp. Chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đi thăm lưới nha. Lưới này mình giăng từ chiều hôm qua tới gần trưa nay rồi. Thì bây giờ mình xuống thăm coi có cá nào không. Nhưng mà nếu mà bây giờ chắc có là chắc nó thúi ịnh luôn rồi. Mình coi nha. Ơi được một con này. Hai con cá gô. Một con cá cơm. Tổng cộng là bốn con cá. Thì như đây với lại một mớ ốc nữa. Mình chắc đủ buổi trưa với lại buổi chiều nay rồi. Rồi hiện tại là hơn 12 giờ trưa. Và mình đi hỏi ba team có team ăn trưa nha bạn. Đầu tiên là team gì quên ta sụm lụm cái nụ. Team mình trưa nay ăn gì? Trưa nay em ăn cá dừa anh. Ủa có cá không? Có. Mà sao ăn cá ăn dừa ngộ hả? Chiều ăn em ăn chiều cá mấy. Chiều mới ăn. Bây giờ trưa đang ăn dừa. Còn dừa còn ba trái này là hết rồi đúng không? Dạ. Là còn hai trái dừa non với trái dừa đỏ. Bây giờ ăn thêm cái cơm dừa đỏ. Dạ. Ăn thử coi, coi coi coi. Ăn xạo các bạn. Rắc máy quay cái lấy cơm ra ăn. Hay. Rồi anh em chia sẻ ngọt, sẽ dừa luôn. Cái này nó dày. Dừa nó ăn nó mau no lắm. Mời các bạn nha. Này đừng ăn nhiều quá nha, ăn nhiều quá no. Rồi tiếp theo là team Quyết Thắng. Mình có ăn gì không ta? Thấy chưa. Có ốc quá trời luôn nè. Chưa đói. Chưa đói anh ơi, còn dự trữ cho buổi chiều. Hai xanh á. Một bịch ốc với một xô ốc nữa. Nói chung là hai bịch ốc và cá gặm ở dưới nữa. Có cá nữa mà không ăn hả? Dạ, ăn cá bự lắm. Sao ngộ ta, ai cũng thích bảo toàn năng lượng mà trong khi chút nữa đói. Chưa đói lắm, mình để chiều mát ăn cho nó ngon miệng hơn. Là đói nhiều mới ăn hả? Dạ. Đúng rồi. Ok, mọi người một chiến thuật nha các bạn. Lại bên đây tụi em còn dừa nữa. Còn mấy trái dừa. Được ba trái dừa với trái dừa bị bể nữa. Dạ. Vậy là cũng có nước rồi, ngon rồi. Tới đội, tới công chuyện nha. Và trưa nay là đội mình có ăn trưa hay làm gì không ta? Dạ, trưa nay thì em dùng chiến thuật bảo tồn năng lượng ăn. Chiều em mới bắt đầu đi làm đồ ăn. Là trưa nay là tới công chuyện là không ăn gì hết. Dạ. Em cũng giờ em cũng chắc xin đầu hàng luôn anh ơi. Tại do là mình đầu hàng luôn. Dạ. Là bạn này có đầu hàng không? Dạ không. Vẫn chơi tiếp. Dạ, chỉ em có chơi bạn này gờ. Dạ, em gờ. Vậy là được khoảng gần 26 tiếng và đội tới công chuyện mắc một thành viên nha các bạn. Tại giờ mình nghe cảm giác làm sao mà đầu hàng? Dạ, nghe cảm giác nó hơi thiếu protein nha mọi người. Nó hơi mình hơi bự con. Nó thiếu protein quá nên bây giờ mình gờ nha mọi người. Trải nghiệm tới đây là đủ rồi ha. Ủa đội mình có lưới bắt được cá hay gì không? Dạ lưới á thì tụi em có lưới mà không bắt được cá. Tới giờ vẫn chưa bắt được cá dạ. Hả? Không hiểu sao nữa, lưới ba màng mà lại lưới không được cá. Anh thấy mấy đội kia bắn được cá nhiều lắm mà. Dạ đúng rồi. Vậy là nhân phẩm rồi. Dạ do nhân phẩm. Đội ok em. Không sao, đây dạ. Vẫn còn một người em đồng hàng, vẫn còn người vẫn chơi tiếp được. Rồi, dạ. Các bạn hãy tham gia chương trình nha. Dạ. Chú ý trải nghiệm rồi đúng không? Dạ dạ. Ok. A few moments later. Rồi hiện tại là thử thách đã được 27 tiếng hơn các bạn và bây giờ là mới có 2 giờ trưa. Gờ gờ anh ơi. Và bạn này đầu gờ gờ. Ủa nãy nói là còn chơi nữa mà. Dạ sức em mệt lắm nhưng mà em cảm thấy mệt rồi anh ơi. Chắc em nghỉ thôi. Không sao cả đúng không? Dạ không sao cả. Đầu hàng thôi, đâu sao cả. Đầu hàng. Nói chung dạ. Là mình cảm thấy đuối quá thì mình đầu hàng thôi. Ok chào dạ. Em. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn có hai đội cuối cùng thôi các bạn. Đó chính là đội Quyết Thắng với lại đội sụp cái nụ nha. Hả? Chúng ta cùng bình luận xem là ai sẽ là đội chiến thắng nha. Khói quá. Chào các bạn nghe, mình là Tam Quyết Thắng. Hiện tại bây giờ thì sức khỏe mình cũng còn đang rất là ok. Mình còn chiến khoảng được 2-3 ngày nữa. Tại đồ ăn thức uống của mình còn rất là nhiều.
Còn đây là đồng đội của mình. Mình hiện tại thấy nó hơi khô cổ xíu rồi, nhưng mà mình còn ở đây còn dừa, với lại chiều mình sẽ đi nấu nước thêm. Hiện tại là team mình chắc chơi cũng được 3 bữa nữa mấy bạn. Còn ổn lắm. Chào bạn nha, team mình là team sụm nụ nha. Thì sau một ngày chiến đấu từ hôm qua tới giờ thì nói chung là team mình bình thường nha các bạn. Giờ mình chỉ cần đợi qua ngày nữa thôi. Cảm giác anh sao? Chào các bạn nha, bây giờ thì mình chỉ thấy khỏe trong người nha. Tại vì bên mình thì nước thì còn rất nhiều, còn đây 400 trái dừa nặng. Mình có thể chăm sóc thêm 3-4 ngày nữa. Còn ốc thì mình kiếm cũng nhiều rồi, mình đang dự trữ dưới mương rồi, chỉ cần tới giờ mình ăn thôi, giờ mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Chào các bạn nha, bây giờ mình thấy trời mát rồi, mình đi thăm lưới cá coi có cá không nha các bạn. Nếu mà có cá thì mình về mình gặm mình để chiều mình ăn nha. Sau khi mình thăm lưới mình dính được 3 con cá nha các bạn. Mình sẽ đem về mình gặm và để dự trữ luôn thật cho buổi chiều. Chiều bác rồi thì mấy team chuẩn bị là đi hu lưới các bạn ơi. Công tối là không thấy được hu á. Sẵn mình vác cái chài của cái team đầu hàng mình quăng thử coi dính không nha. Mà chỗ này chắc quăng không được, làm kiếm cho là trống trống. Cá đồ phì bạn hàng còn tài bỏ. Ô. Cái đó là được cá luôn, tiếu rồi. Có luôn nha. Được mấy con em? Dạ được 3 con á, đem đổ ra. 3 con. 3 con một lứa luôn. 3 con một lứa. Này cũng nhau đi chơi nè. Ok. Nhức đầu luôn rồi. Nhức đầu chóng chóng dáng luôn rồi. Nè, nhìn nè, kỹ năng sinh tồn. Dính trà rồi các bạn ơi, dính trà rồi, dính trà. Rồi, dính cá quá trời luôn. Hả? Lại. Đó, tròn hơn phải chưa? Nhưng mà quăng gần quá dính không được. Rồi dính được cá nè. Quăng đại dính được cá rô kìa. What the hell? Đây. Vậy dính được cá rô nữa bạn, quá ghê quá dễ. Quan trọng là phải biết kỹ năng. Sau khi quăng chài xong thì mình thấy là xây sẫm mặt bài luôn bạn. Và tự nhiên nhờ vậy mà mình phát hiện được cây táo rừng. Bạn coi nè, cái trái nè, đây, giật gai nhiều lắm nha. Trái nhỏ xíu nè. Một, từ từ để mình hái xuống cho các bạn coi, tay sống tay chín luôn. Ăn rồi, ăn. Rồi, đây, em đây à. Anh thấy, chụp nó ngon cơ bản như chụp được không? Đây. Ở dài, cây này có gai. Bông hồng nào không gai. Đây anh. Đây. Táo rừng là nó như vậy nha các bạn. Trái nó dí như vậy nè. Thử gần. Sao nhìn nó giống tiêu quá anh. Anh với em thử trái nha. Cái hộp nó sẽ chút xíu như vậy đó bạn. Chua chua ngọt ngọt xốp. Thịt của nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Và nó hơi bở ha. Dạ. Sinh tồn ăn cái này thì chắc không đủ xi găng. Ngồi ăn không? Tao sống ăn được mà chua. Gớ hả? Sống chua này à. Này còn chấm muối. Được á. Bố vệt. Chua đắng đắng. Ai bị dính gai rồi. Hello các bạn nha. Giờ mình đi thăm lưới coi có cá không. Để mình về mình gọng. Để mình làm buổi ăn, cử ăn cho buổi chiều. Cá bự các bạn. Một con cá phi. Từ hôm qua giờ mới dính được cá cô phi luôn á. Nghe khỏi sợ đói nữa rồi đó. Sau khi đi thăm lưới bén thì mình dính được 2 con. Một con cô phi bự với một con cá cô biển nhỏ. Mình đem về gọng để làm đồ ăn cho buổi chiều nha. Rồi chiều mát thì tụi mình sẽ đi phóng sự trực tiếp. Bên đội của đây là đội gì, quải chài đậu. Không phải. Đội gì của anh ta? Sụm đó. Sụm banh cái nụ luôn. What the hell? Đang thay đổi chỗ giăng lưới nha các bạn. Phóng sự luôn nè. Nghe đánh giá của em thì giăng lưới ở đây thì chắc chắn là cũng có nhiều cá. Ở đây luôn nè, review nè. Ủa nước càng queo hả? Nước cạn nhưng mà cá nhỏng. Bây giờ lùa cá luôn hả? Dạ lùa. Rồi tiếp theo là sự thử ăn bụp súng nha các bạn. Thấy mấy bạn khách mời ăn quá trời.
Cho anh thử coi, em lấy cái kia đi. Anh với em ăn tại chỗ luôn nè. À, mọi người không biết là bông súng màu hồng này ăn được không? Mình thấy là người ta thường ăn bông súng màu trắng các bạn. Ủa ăn cái bông hả? Không, ý là tôi ăn cái bông màu trắng, còn bông này bông màu hồng. Rồi mình sẽ cái nào mà nó mềm giúp ăn được chứ. Sao? Thế rồi. Sao nó không có gãi? Nó khác ở dưới ngoài Bình Châu lúc em sinh tồn quá thôi. Cái này non hơn nè. Thử coi. Nó phải gãi cái mặt chứ đúng không? Dạ đúng rồi, nó phải giòn anh ạ. Ở đây nó không giòn hết nè. Mình sẽ lột mía nó nha các bạn. Lột cái vỏ ngoài ra. Vô. Vô. Yeah. Nó sẽ lạc giáp tụi bạn ơi. Lạc giáp và ăn nha, mùi nước hồ rất là nhiều, nó thấm từ cái sớ này có những cái lỗ. Cái gì ăn nước hồ vậy? Ở dạng sống mình nghĩ là có tỷ lệ mà trúng mấy con này con kia rồi là dễ tạch lắm nha, nên ăn chín uống sôi nha các bạn, hoặc là rửa lại bằng nước sạch. Không ngon đâu các bạn ơi. Ăn được, cút nhỏ chắc được. Đây rất là ấy đúng không? Ồ, phô mai kéo sợi. Ồ. Hiện tại là hai bạn đội sụp hũ đang đập cá nha các bạn, lùa cá vô lưới nha. Nhìn khá là chiến luôn á. Ở đây được cái là nó có nhiều đĩa các bạn. Đập gì thì tỷ lệ là trúng đĩa cũng ngon lắm á. Rồi sau khi đập xong thì bắt đầu đi test coi có con đĩa nào nha các bạn. Dính chai Pepsi nha mọi người. Rồi đem Pepsi vô giùm anh luôn nha. Rồi mình chờ kết quả sáng ngày mai thôi mọi người ơi. Giờ là fail rồi, đập. Rồi sau khi ăn xong thì đội quyết thắng là hâm lưới tiếp các bạn. Có công là tại tối là không phải được hâm nha. Ủa mình dẹp luôn hả? Mình đổi rồi đó, tại sớm dưới mấy ông câu cá cái mấy giờ lên đây nó chài vậy nè. Ờ. Giờ đổi lại ngược lại chỗ cũ. Rồi bây giờ là mấy ổng là hâm là sẵn hu lưới luôn nha các bạn. Không gian trong này nữa đổi chỗ. Rồi dính được con cá. Cá rô phi nha các bạn. Một con. Ui. Kéo kéo. Thấy lên cho ông bộ mới được. Ôi. Không dễ chàng luôn. Còn nó hên đi. Nó nhỏ quá, mình tha nó cho một cái lớn đi. Không dính con nữa nè. Giờ nó gũ má nó. Chạy ra tông lưới lại. Bây giờ nó chạy ra tông lưới lại. Chúng dính nó nữa nè. Rồi dính lại con khác nha các bạn. Con này chắc coi chừng có nó chứ. Nó chạy ra cái dính lại cái nữa. Giống ghê. Nè chú Bi nè, miếng nữa nè bạn quăng vô nè, xảy nữa nè. Bên trái. Wow, lần này thì không xảy được rồi. Rồi, con thứ hai các bạn. Nó cứ giòn như nhau như vậy nè. Con thứ hai. Tại là có. Rồi biến nữa rồi. Thấy vậy video nhạt quá nên ông tổng biến các bạn ơi, ông lại hai sóng xanh tím rồi. Hai con. Ba con phóc xanh hai con. Chuẩn bị có còn con nào nữa không nha. Đó. Đây, có chừng đó vô lại nữa không? Đó vô lại nữa không? Bốn con nha. Rồi hết tượng này rồi, hết lưới rồi. Kết quả là được bốn con, xảy hai con. Không sao đâu, mình thả con nhỏ, mình ngày mai bắt con lớn. Thả con tép bắt con tôm. Đúng rồi. Mà không bắt được tôm nữa thì nhịn đói luôn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi chỗ khác mà gian luôn. Giờ xây ra đó luôn. À, về chỗ ngủ luôn. Rồi trong thời gian team sụm cái nụ đang đập cá thì bên quyết thắng đã làm xong cái bữa chiều rồi nha các bạn. What the hell, 1, 2, 4, 5, 6, khoảng 10 con cá nướng. Nãy nói mình có cá gì nữa quên là cá lớn là sao chứ? Còn cá phi với cá điêu hồng nữa. Còn, ở dưới còn cá rô phi lớn với cá điêu hồng lớn. Đúng rồi. Là để dành không ăn? Để dành không ăn để ngày mai. Vậy còn 3 bịch ốc nữa. 3 bịch ốc nữa. Ừ. Nhưng mà lợi thế bên đây mình thấy là có nước mắm. Đây, chạy nước mắm. Ăn nó đỡ ngán nha. Ừ. Chạy mắm vị ngon. Chứ ăn cá không thì đặt nhát là nước mắm là ok. Dạ. Rồi, mời cá nhà ăn cơm. Còn nước bên đó là nước gì? Nước hồ lúc mà xa có lọc gì không hay là uống luôn nấu chín, lên chơi luôn. Hôm qua em có uống rồi nhưng mà nó không có đau bụng không sao hết. Hồi im mời tất cả các bạn nha. Chị nào mệt quá thì chỉ uống nước dừa anh. Mình có nước dừa nữa. Dạ. Nói chung là hai team cuối cùng này thì ai cũng có đầy đủ tài nguyên nha bạn, tại vì đội nào yếu thì phải bị loại thôi, và còn lại đội mạnh nha. Mình còn chơi khoảng bao lâu nữa, mình kia khá là xa, gáy lên cái rồi nó hiện cái mình chơi khoảng bao lâu nữa. 4-5 ngày nữa hả? Chơi hiện được 4-5 ngày nữa hả? Dạ. Team kia đang có xa lắm, nói thiệt đi. Chơi có 4-5 ngày nữa. 4-5 ngày nữa.
Em chơi lấy giải mới về. À, chơi chỉ đầu thắng thôi hả? Đúng rồi, chơi với thắng mới về. Wow. Thử có hai bên kia chơi được mấy ngày nữa nha, bắt đầu mình sẽ so sánh coi ai trâu hơn các bạn. Tức là bên này là chơi bắt tử, còn bên đây là chơi 4-5 ngày. Good. Rồi, tình hình là sau khi đập cá xong thì bên đội bể đủ thì ăn cá nướng nha bạn. Đây là cá nướng nha mọi người. Thì chiều em có giăng lưới á, thì vô tình bắt được cái này nè. Cá phi to với lại 6-7 con cá nhỏ. Thì tối nay em sẽ ăn cá nướng, sau là uống nước đun rồi ăn. Ủa, không uống nước dừa đó hả? À, nước dừa em để dễ dành anh. Là hết uống nước, giờ uống nước hồ hả? À? Dạ đúng rồi, giờ muốn hồ uống nữa. Thì ăn khát nước nhiều chứ uống nước này, còn cái kia là uống để bổ sung thôi. Mọi người ăn tối một mình nha, thì bây giờ mới ăn con cá nhỏ trước. Cá ăn dừa uống nước hồ, còn mấy trái dừa là để dành. Mấy người là để dành. Wow, và cái thử thách đã được 31 tiếng hơn nha các bạn. Với lại em mặc mí cho mọi người là em còn một cái chùm cuối nữa. Đây. Thì đầu chẳng bây giờ là còn y thinh luôn. Ba tơi, nước, chanh dây với lại mì gói. Mì gói. Là bạn để dành. Đây, để dành. Mấy em chơi khoảng bao lâu nữa thì sẽ tập? Cái này chắc cầm khoảng tháng hoặc nửa tháng, tháng hơn 2 tháng rồi. Ồ, vậy rất là tốt. Còn bạn này? Em hả? Ngày nào cũng bắt. Chơi khoảng bao lâu nữa? Em chơi được em nói vậy thôi chứ em xin nghỉ công ty cả hơn tuần lận. Nên em chơi lâu lắm. Là bây giờ là nó xin phép nghỉ một tuần là chơi khoảng một tuần luôn. Ok, nói chung là hai bên thì gáy rất là khác nha bạn. Chúng ta cùng xem thử coi là bên nào tập trước nha. Rồi hiện tại là khoảng 9-10 giờ tối nha các bạn. Và đội quái chạy đậu sụm đụ gì nè. Ngủ rồi nha. Hai team này thì có liều đốt đống lửa kế bên. Hiện tại là mình đang đi bắt bọt cạp nha các bạn. Ở chỗ này cái bãi này có nhiều bọt cạp lắm. Đây bắt được con bọt cạp nằm dưới cục đá này nha. Đó. Vô đây bé cưng. Kiến xong. Một bé. Bé này mập quá. Hai bé này nha. Tôi bắt sau lưng đó vậy nè. Đó. Cái mình thả hụt vô tay mình, cái nó chích tay mình đẹp. À, được 4 con nha các bạn. 4 con này giờ mà chiên lên là rồi buổi sáng ngày thứ 3 nha các bạn. Và thử khách mới có 43 tiếng thôi. Giờ khách thì tụi mình chơi lúc khoảng như chắc trưa. Và bên đội quyết thắng là mới sáng sớm là đi hâm lưới cá các bạn. Mạnh lên nha, bắt đầu dính nha. Ba con các bạn ơi, có cá rồi nha. Một con biết tư. Ui, được cả chục con luôn các bạn ơi. Nhiều lắm. Mà nó cũng lứa lứa, hai ba con tay không. Có con nào em? Được hai con cá nhỏ. À, bên đây thua rồi. Buổi sáng mình ăn nhẹ 4 con thôi. Ủa, đây hay xong khói 4 con kia, 5 con kia để dành hả? Dạ. Để kho lạc hả? Là bây giờ là ăn 4 con, mỗi người 2 con. Dạ. Sau khi tem quyết thắng của mình ăn sáng xong thì tụi mình đi xong vòng khu vườn này nha, để mình xem coi có cái gì mà ăn được nữa không. Hoặc là cái dụng cụ ống tre đó dèm đựng nước nha các bạn. Bây giờ mình thấy trên cây này có dừa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chinh phục thử cái dừa này. Sau khi mà đồng đội của mình leo lên dừa thì kiếm được một quầy dừa non tầm khoảng cỡ chục trái, thì như đây chắc đủ để cho đồng đội mình với mình uống được 2-3 ngày tới nha mấy bạn. Thì đi tới đây mình thấy được bụi tre, thì bây giờ mình sẽ chặt về để đun nước nấu uống nha mấy bạn. Tình hình này tụi mình thấy được ngắn món nha mọi người. Thì nó bây giờ nó chui vào hang rồi. Bây giờ mình với anh Tính lùa bắt nó nha. Để xem nó dính hay không. Dính không có số. Trời ơi, chạy. Đâu rồi?
Kể trên rồi. Chưa hàng nữa rồi. A few moments later. Các bạn 749 lần mình đã được bắt được một con rắn nói nha mọi người. Khá là bự. Đồng đội của mình hái được 3 trái dừa nha các bạn. Hai trái có nước luôn. Ngày qua nay mình đeo 3 cái dừa đó. Này có mọng rồi nè. Cái này có mọng đặc luôn á. Ừ. Lắc quay kêu kịch kịch kịch. Này có mọng rồi nè, mọng bự luôn á. Trái này nước ngọt lắm nha các bạn. Rồi hiện tại là hơn 2 giờ trưa, vự khách đã được 51 tiếng các bạn. Trưa thì hai tiêu không ăn, trưa hết mà ngủ. Đang ngủ thì trời đang đổ mưa. Giờ hai ông này giờ chuyển qua chế độ đốt liều nha các bạn. Đang chuyển qua chế độ bảo vệ lửa, rồi lấy liều che mưa. Mưa này chắc không lớn đâu, thấy có cục mây đen ở trên nè. Bây giờ mình sẽ qua tìm quyết thắng thử coi là như thế nào nha. Tìm bên đây thì được cái là có cái gốc cây rất là to này. Nếu mưa nhỏ thì chắc là không tắt đốt lửa đâu. Ủa mình có còn quay diêm nào không? Còn 5 miếng diêm nữa. Còn 5 quay diêm hả? 5 quay diêm. Ủa vậy đâu có sao đâu. Mắc lửa mình vẫn đốt là được mà. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Còn tới 5 quay diêm nữa. Còn cái gì đây? Thấy dừa non luôn hả? Dừa non. Dừa non luôn rồi. Rồi dừa khô 2 trái nữa. Ít đường heo 2 quay dừa non. Trái này có mọng luôn rồi. Nó để một mọng luôn rồi. Thôi cái gì có nước cái à. Bây giờ mình đang gia cố cái liều rồi. Cố liều lại cho không ướt cái bột đồn. Nói chung là mới có 3 ngày à. Bây giờ thử coi sau cơn mưa này xem có kết quả không nha các bạn. Tại đội bên kia là hết quay diêm rồi. Đang ra sức bảo vệ. Có không? Con. Ủa còn diêm gì? Mắc lửa cậy nó sợ gì? Xà dư dưng cho thiếu. Ồ. Rồi tình hình kết quả là không mưa các bạn ơi. Mọi người che chắn rồi kỹ lưỡng nè các bạn coi nè. Quá từ lá. Lá này lá bông súng nè. Lấy lá bông súng che cái kiểu luôn rồi. Kết quả là không có mưa. Và hiện tại là 4 giờ rưỡi và hữu khách là được 53 tiếng. Buổi trưa mình bỏ bữa nhưng mà chiều thì mình lấy ăn hả? Dạ, chiều mới ăn mới được. Hai team chơi ngộ mà chiến thuật cứ sáng thì ăn ít, trưa bỏ bữa rồi chiều lấy ăn. Và chiều nay là mình ăn cá sông khói à. Cá sông khói. À xong từ sáng giờ hả? Xong từ sáng giờ luôn, không có nước luôn á. Nó dầu rộm luôn kìa. Dầu rộm dạ, đúng rồi. Với lại uống một trái dừa trước. Rồi mai mới ăn cái dừa khô anh. Ồ. Là bây giờ là cá sông khói chấm nước bao uống nước dừa. Còn dạ. Dừa đắng nhóc chân nữa. Dừa non. Rồi mời các bạn nha, ăn cá sông khói với mình nha. Bẻ cái giòn. Ăn cái đầu luôn. Ừ, ăn luôn. Rồi giòn khói à. À như chiên giòn luôn kìa. Ừ, như chiên giòn. Ăn luôn xương luôn. Ừ, đúng rồi. Cắn cái đứt cái xương ngọt như sớt luôn á. Nó giòn lắm nha các bạn. Chấm nước mắm nữa, ổn áp đúng không? Dạ. Mình mặn sạch ruột rồi các kiểu sau đó cắm sông khói và để lo từ sáng tới giờ ăn. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Một hình thức bảo quản đồ ăn cũng ok nha các bạn. Ok, chúng ta qua team bên kia luôn. Còn team sụm nụ thì bây giờ là sẽ hấp lưới xong bắt đầu mặn cá đồ ăn nha các bạn. Bây giờ là mình xuống thử cái lưới dưới đó. Ok. Anh ta người ta cũng giăng lưới rồi đó các bạn. Chỗ này ta câu cá với đây giăng lưới nhiều lắm. Ủa đem lưới đi giăng cho khác hay sao hả? Đem lưới giăng cho khác anh ơi. Giăng từ hôm qua tới giờ nó toàn là dính gác thôi mà nó không dính cá. Còn ông kia hái được cái gì kìa? Em thì thu hoạch được mớ rau rồi tối nay luộc ăn. Cái này là hẹ nước đúng không? Hẹ nước. Ừ, hẹ nước. Đây hẹ nước các bạn ơi. Cái này thì mình thấy review là mình rửa sạch tới cái mình chấm với lại khô quẹt cái gì đâu cái kiểu ăn nè. Mà em không có khô quẹt rồi sao bạn? Rồi sau khi gỡ lưới xong thì đội sụm nụ được 2 con cá nha các bạn. Mớ hẹ nước. Dạ, mớ hẹ nước à. Ốc này là ốc gạo luộc nước sông. Dạ. Nước khiến nước hồ. Còn cái nước này là nước gì? Nước dừa. Ủa ly mì là ăn chưa? Chưa. Ly mì em vẫn còn nguyên. Ba bữa rồi, chuẩn bị ba bữa thứ tư rồi. Đồ cung cấp mình vẫn còn nguyên. Mình chỉ lấy ly nước để ra uống thôi. Tức là mì gói mình bọc lại lấy cái ly để đựng nước uống. Dạ rồi. Dạ. Ok. Mọi người ơi, tùy bây giờ cơ thể mình cũng đạt đến giới hạn rồi. Giờ đầu mình lắc thì não bên thì ốc bên không à. Cho nên là mình sẽ nhường hết tất cả đồ ăn và tài nguyên cho đồng đội mình nha. Để đồng đội mình có thể chiến thắng cái game này. Là em đầu hàng hả? Dạ em đầu hàng luôn á. Là em nhường hết toàn bộ tài nguyên này cho đồng đội em. Dạ đúng rồi, em sẽ nhường hết luôn. Sáu cái dừa, nước dừa, ốc, nói chung là toàn bộ tài nguyên em sẽ nhường hết. Là gờ. Dạ gờ. Chứ giờ cơ thể em chịu hết nổi rồi.
Tức là giờ chơi nữa là chơi em cũng không kháng nổi, em quyết định là em đầu hàng nhường hết tài nguyên. Dạ đúng rồi. Ok em thì còn em thì em nếu như em vô vòng gala em sẽ chia cho bạn này 50% số tiền mình em lãnh được. Bạn này đã... nếu em vô được gala, em chiến thắng gala thì dạ, em sẽ cho bạn này 50%. 50% số tiền em lãnh được. Và cái đó là một cái lời hứa nha các bạn. Dạ, một lời hứa trên video này luôn, nếu như mình không có thì lâm lóc lại tìm mình. Còn tất cả tài nguyên thì sớm giờ bạn ấy cũng đã cố gắng giúp mình gom đủ hết trơn, mình chỉ cần nằm ăn ngủ thôi. Bây giờ tài nguyên mình nhiều lắm rồi. Vậy cảm ơn em cho chương trình nè, bên kia có nước luôn cái kiểu nè. Dạ, cảm ơn. Ok, ngoài kia uống nước nha em. Dạ. Rồi đi đi. Để tôi. Vậy giờ bạn này review cỏ thử đi. Chị quên này cái hẹ nước. Hẹ nước. Hồi nãy giờ anh chỉ muốn hóng thử cái món này ăn sao thôi. Là cuốn lỡ này là thường là nó chống khô quẹt nó mặn mặn. Ăn không đây là nhắc. Có lỡ không? Là nó có chua, nó có cay, nó có hôi gì không? Theo hôi nha. Hôi hôi. Dạ. Mà nó có ví dụ như có vị mặn ngọt hay chua cay gì không? Có vị. Vị đó là sao? Chát chát. Chát chát và hôi hôi. Dạ đúng rồi. Ờ. Nhưng mà xin đồ mà vì bạn kia cố gắng mình phải ăn thôi. Nên mình không bỏ, thay bỏ được. Ok. Vậy là bữa tối hôm nay chúng ta sẽ có rau này, có ốc này, có nước dừa, có cá dừa, có cả cá luôn. Dạ. Một mình ăn như vậy là cũng khá là ok đó, hình sọn á. Rồi hiện tại là buổi đêm này là đêm thứ 3, bữa khách đã được gần 59 tiếng các bạn ơi. Và chúng ta đến với đội... đội gì của mình ta? Sụm nụ. Đội sụm bông nụ. Hả? Thì được cái lợi thế là có... liệu bạn nên ngủ không có sợ mũi. Đây, ở đây trong đó. Ngủ với em. Ngủ anh ơi. Ừ. Và nếu như có mưa thì chắc cũng ok, không có sợ ướt nữa. Dù chỉ là cái này câu cá nhưng cũng khá là ok nha. Quá dữ. Một phía bên đây thì chúng ta sẽ có đội quyết chiến quyết thắng. Khá là chắc chắn luôn các bạn. Quá trời luôn chứ. Một cái khác cái hang ổ của Hải Ly vậy các bạn. Rất là nhiều lá luôn. Bên đội quyết chiến quyết thắng thì được cái lợi thế là không có liều. Nên là được mũi nó massage cả đêm. Chứ thôi, vậy là lợi thế hả? Có đống lửa, có đống lửa. Theo em thì nếu như mà chơi thêm nữa thì em nghĩ là tỷ lệ đội nào sẽ chiến thắng? Cái này thì theo phán đoán của em thôi nha. Thì cá nhân. Dạ, cá nhân thì em thấy là có thể là một người quá. Tại vì em thấy là bạn bên kia đầy đủ đồ ăn hơn. Còn mà nếu mà bên đây á, mà mình sinh tồn theo kiểu hai người á, thì đồ ăn á cần rất là nhiều luôn anh. Tức là phải đi bắt nhiều hơn và đi đâu. Dạ đúng rồi. Còn bên kia một người là chỉ cần bắt đủ hợp khẩu phần ăn một người. Dạ đúng rồi. Và đặc biệt là anh thấy là bạn bên kia một người là trước khi người kia đầu hàng là còn gom tài nguyên nữa nha. Còn quá là nhiều luôn tài nguyên luôn. Các bạn cùng bình luận và đón xem thử coi đội nào sẽ chiến thắng bạn. Hai người và đội một người, đội nào chiến thắng nha. Chắc mọi người nghe hai người chứ dài. Tụi mình sẽ bắt đầu bây giờ là sẽ diễn này nha. Nè. Rồi chúng ta đến với bữa sáng của ngày thứ tư nha bạn. Và thử khách đã được gần 70 tiếng rồi. Và đầu tiên là đội sụm nụ là chỉ còn có một cái nụ thôi nha các bạn. Nụ ghê rụng rồi. Là còn cái bông. Là ăn món cắn mối. Sáng nay con sẽ ăn cắn mối nướng. Với hai con cá nướng nữa. Với uống nước dừa. Rồi mình có nấu một mình nước nóng sẵn để ngồi. Nếu vận động nhiều quá khác thì mình sẽ uống nước nóng. Là nước này là nước hồ nấu lên. Nước hồ nấu lên. Cắn mối mà khỏi mặn luôn, mặt ăn nước nước chua vậy luôn hả? Ăn ngon á. Đầu thử coi. Tới luôn. Thơm lắm. Cắn mối nghe người ta nói ăn như thịt gà vậy. Cái đuôi không phải thịt nhiều vậy hả? Dạ. Nó chỉ có miếng da thôi, ít xèo xương à. Thơm nha cả nhà. Có gì thịt gà thiệt không? Không, thơm hơn lắm. Vậy mà người ta la giống thịt gà. À thôi, ăn xong mình sẽ nghỉ nha mọi người. Còn trưa mình sẽ đi thăm lưới cá tiếp. Bây giờ nói chung là bây giờ thì cứ mọi người cứ đang gọi là chơi cứ bắt rồi ăn bắt ăn thôi chứ ở đây giờ nó đa số chỉ là cá thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo là đội quyết thắng thì đội này hiện vẫn còn hai thành viên và đang chế biến món cá nướng nha các bạn. Và nước là mình uống vẫn uống nước hồ đúng không? Nấu được không? Đúng rồi, chưa uống nước dừa để dành. Nó sẽ màu hơi đục tí vậy. Vẫn tiếp tục cá nướng và uống nước hồ, nước dừa thì không uống để dành nha các bạn. Rồi hiện tại là thử khách đã gần được 72 tiếng và gần 11 giờ trưa nha các bạn. Và mình đến đây để có thông báo là có một người tiếp theo đầu hàng. Đó chính là bạn này. Ủa sao mình đầu hàng rồi? Nó vượt quá giới hạn của mình nên em xin phép đầu hàng. Đuối quá rồi. Dạ. Hết gồng nổi rồi, 3 đêm rồi. 3 đêm hết gồng nổi đầu hàng. Dạ. Ok. Cảm ơn em tham gia chương trình luôn ha. Dạ. Cảm ơn anh.
Anh ơi, em cũng đầu hàng. Là đầu hàng một cặp luôn hả? Hai đồng đội đầu hàng luôn? Dạ đúng rồi, ví dụ đội em thì chống chết có nhau, mà giờ team của em đầu hàng thì thôi em cũng đầu hàng đi về đi sớm, nói chung là em cũng mệt rồi, đuối luôn. Dạ, rồi trải nghiệm mấy ba đêm thấy cũng đắm đuối rồi. Bốn ngày ba đêm cũng đắm đuối rồi, thôi để em đầu hàng chung với lại mình biết sức mình tới đâu rồi, mình chơi gì quá lỡ nó có gây ra cái gì rồi, cái dạ, kiểu cũng không tốt đúng không? Đúng, dạ, đúng. Ok, các bạn tham gia chương trình luôn ha. Dạ, dạ. Vậy là chúng ta đã có kết quả của người chiến thắng rồi nha các bạn. Hello. Hello anh Lâm. À, đội Sâm Nụ. Dạ. À, đứa bên kia nói em có nghe không? À, nghe anh. Là đội bên kia hai ông đầu hàng hết rồi. Dạ. Là em là người chiến thắng. Dạ. Có phát biểu gì của em? À, em đến đây để thử thách bản thân mình mà không ngờ lại được giành chiến thắng. À. Đồ ăn thì em vẫn còn nguyên nguyên nhưng mà em vẫn cố thủ. Không ăn. Không ăn. Cố thủ. Tính là chừng nào mà mình tới giới hạn thì mình mới sử dụng cái ba tơ với lại lon nước ngọt này. Dạ, đúng rồi. Còn 400-500 gram ốc trường treo với mương nữa. À, tức là vẫn chưa tới giới hạn nên dạ, vẫn chưa thèm ăn đúng không? Dạ dạ. Ok, chiến thắng này mình. Còn đứng dậy nổi không? Đứng nổi chứ. Dậy được. Được chứ, thắng rồi phải nổi chứ. Còn khỏe bơi ra lấy mấy cái lưới đồ vô được không? Dạ được. Đúng rồi, chứ không mình để đây là nó sẽ hủy hoại môi trường, là bây giờ mình thua nhưng mà mình gom hết lưới đồ ra cái kiểu ha. Dạ. Đây. Đây. Lụm tiền xong rồi mình muốn lấy thì lấy ha. Dạ. Vậy là do đội em là chỉ còn có một người thôi nên giải thưởng là chỉ còn có 10 triệu. Nhưng mà bù cái là được vào vòng gala. Dạ. Trong vòng gala là sẽ chơi gắt hơn nữa nha. Dạ dạ. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn. Nếu hôm nay là tiếp tục series trận chiến cấp đại sinh tồn, và còn một tập nữa là chúng ta sẽ có vòng gala và hẹn gặp em trong vòng gala ha. Dạ, dạ. Và bạn nào muốn trải nghiệm những cái series cấp đại sinh tồn hay hơn hết cho các kiểu, các bạn cứ truy cập vào lovelylock.com hoặc là 2bit.shop và mua một chiếc áo và chơi với bạn. Những cái thử khách khác thì có thể là sẽ hết lót, chứ thử khách sinh tồn thì sẽ có khá là nhiều lót các bạn, bởi vì đa số gọi điện thì thường là các bạn sẽ từ chối do cái sinh tồn thì nó hơi gắt, còn những cái gì mà liên quan tới ăn uống hay đi chơi gì đó thì ít lót lắm nha các bạn. Nói chung là sinh tồn các bạn có việc đăng ký. Rồi, tạm biệt mọi người.